Xin chào các anh chị và các bạn. Trong phiên bán hàng thứ hai ngày hôm nay thì tụi em có trầm ghép bảng và giả hạt rừng Campuchia. Thì trong video này thì tụi em bán theo hình. Em sẽ quay rõ từng hình các anh chị và các bạn chúng ta chọn ha. Thì ở đây là trầm tím ghép bảng gỗ. Thì đồng giá là 250.000 trên một giò. Thì tụi em có đánh số từ 1 cho đến số 20. Và em có dùng thước để mà đo án chừng cái kích thước cho các anh chị và các bạn chúng ta có thể là ước lượng đó ha. Như cái giò số 1 này thì nó gồm 3 mầm. Kích thước thì em có đo, các anh chị có thể dừng hình lại để xem ha. Đó là hình số 1 nè. Còn đây là hình số 2. Hình số 2 này thì nó gồm 2 mầm. Tất cả những cái cây này là nó sẵn sàng cho hoa rồi ha các anh chị. Cây nó cũng mập thắt ngọn rồi. Thân nó mập lắm. Đó là hình số 2. Tất cả đều đồng giá 250 ha các anh chị. Hình số 3. Thì anh chị nào mua sớm thì chúng ta sẽ lựa được những cái giò đẹp cho mình. Hình số 3 này thì nó cũng gồm hai cái mầm. Hai mầm lớn. Và một cái mầm kiến ở phía trên gốc. Và đây là hình số 4. Hình số 4 này thì nó cũng gồm hai mầm và một cái thân già. Cái này thì mười mấy cm thôi. Còn cái thân mầm bên này thì nó dài hơn. Dài lắm. Cây mập khỏe. Khoảng tầm 25-26 cm gì đó. Ở đây thì tụi em đánh số để cho các anh chị và các bạn chúng ta chọn giò theo như ý thôi. Còn về giá cả thì là nó đồng giá ha các anh chị. Đây là giò số 5 nè. Ở đây nó có một cái mầm rất là dài. Và hai cái mầm, ba cái mầm nhỏ trên gốc, hai cái mầm kiến. Cái thân dài này nó có khoảng tầm 25 cm. Thân này thì khoảng 8-9 cm. Còn lại hai cái mầm kiến nhỏ ha. Ở đây là hình số 6. Hình số 6 này thì chỉ gồm một mầm to và một thân già thôi ha các anh chị. Đó, em so với ngón tay các anh chị thấy là cái độ mập nù rất là mập ha các anh chị. Đây là trầm tím. Mầm này dài khoảng tầm 35 cm. Nó có một cái thân già đi kèm. Tiếp tục thì đây là giò số 7. Giò số 7 này cũng vậy, nó cũng chỉ có một mầm và một thân già đi kèm thôi. Đó. Kích thước của nó thì khoảng tầm là 35 trên 35 cm thôi các anh chị. Đó là mầm số 7. Ở đây là giò số 8 nè. Giò số 8 này thì nó gồm hai mầm ngắn. Trung bình chứ không phải là ngắn ha các anh chị. Cái mầm dài nhất là nó khoảng tầm là 18 cm. Có một cái mầm gốc và một cái mầm kiến. Còn đây là hình số 9. Hình số 9 này thì nó gồm một cái thân rất là dài. Và một cái mầm nhỏ trên gốc ha các anh chị. Một thân già nữa. Cái mầm này cũng dài tầm 34 cm ha các anh chị. Đây là hình số 9. Giò số 10. Giò này thì nó gồm cũng một cái thân già và một cái thân thân dài. Thân này thì nó dài khoảng tầm là 30 cm và rất là mập ha các anh chị, mập lắm nha. Thì những cái này thì nó sẽ sắp tới thì nó sẽ rụng lá và cho hoa thôi. Những cái giò này các anh chị và các bạn chúng ta về chúng ta trồng thì có thể cho nó vào chậu luôn ha các anh chị, để nguyên vậy cho vào chậu. Giò số 11 này thì nó gồm hai mầm. Một mầm dài và một mầm ngắn và vài cái mầm gốc đang phát triển rồi hả các anh chị. Đó, nó sinh ra ba cái mầm gốc.
Cái thân dài này khoảng tầm là 26 cm này. Còn cái thân ngắn hơn thì cũng khoảng tầm 20. Đây là giò số 12. Giò số 12 này thì nó gồm hai cái mầm, hai thân và một cái thân già. Thân thứ nhất thì nó dài khoảng tầm là khoảng 14-15 cm gì đó. Và thân thứ hai thì nó khoảng tầm là 20, khoảng 22-23 cm. Giò số 13 này thì nó gồm một thân nhỏ và một thân lớn. Cái thân lớn thì khoảng tầm 25 cm. Đây là giò số 14. Giò số 14 này thì nó gồm hai thân. Thân này dài khoảng 20 và thân bên này thì 24, và một cái kia nhỏ nữa ha các anh chị, và một cái mầm nhỏ nằm trên góc nữa. Mầm đó thì khoảng tầm, tức là khoảng 3 mầm. Đó là 3 mầm, 2 mầm lớn, 1 mầm nhỏ. Đây là giò số 15. Giò số 15 này thì gồm 1, 2, 3, 3 thân ha các anh chị. Trong đó có một thân dài. Thân dài này thì dài khoảng 25 cm. Đó, các anh chị nhìn kỹ ha. Ở đây là giò số 16. Giò số 16 này thì nó cũng gồm 3 mầm, 2 mầm ngắn và 1 mầm dài. 2 mầm ngắn trên gốc. Và một cái mầm này nó dài khoảng tầm là 20 cm và rất là mập ha các anh chị. Đó là giò số 16. Và tiếp theo nữa thì là hình số 10, số 17. Hình số 17 này thì nó có hai cái mầm tầm trung và một cái mầm nhỏ ở trên gốc. Khoảng tầm là 18 19 đấy. 18 19 cm ha, hai cái mầm này nó dài khá là đều nhau. Ở trên gốc thì nó có một cái mầm nhỏ và hai cái mầm gốc đang lên ha các anh chị. Đây là giò số 18, giò này thì có một cái mầm rất là dài và một cái mầm ngắn ở trên gốc. Mầm ngắn thì khoảng tầm 5 cm ta. Cái mầm dài này thì nó dài khoảng là 26 cm, 25-26 cm gì đó. Và đây là giò số 19. Giò số 19 này thì nó gồm hai thân cũng đều đều nhau và có một cái mầm nhỏ trên gốc ha. Hai cái thân này thì nó cũng dài khoảng tầm 10, chắc là 15 cm. Cỡ 14-15 cm gì đó ha các anh chị. Đó, hai cái thân. Là hình số 18 và đây là hình số 19 chứ, và đây là hình số 20. Hình cuối cùng. Hình số 20 này thì gồm một cái thân rất là dài và hai cái mầm gốc nhỏ ha các anh chị. Cái mầm nhỏ này thì nó khoảng tầm là 7 cm. Và cái mầm dài này là dài khoảng 20-24 cm. Đó là 20 hình chòm ghép bảng trong ngày hôm nay ha các anh chị. Đây là chòm tím bình thường. Và tiếp theo đây là hai cái hình, ở đây em có hai cái hình chòm Lào, về số 1 và về số 2 ha các anh chị. Về số 1 thì có giá là 200. Về này thì nó gồm 3 mầm. Đó, 3 cái mầm khỏe. 3 mầm tơ đó các anh chị, sẵn sàng cho hoa ha. Còn về số 2 này thì nó khoảng 7 8 cái thân tơ đó, mà bây giờ nó rụng hết lá rồi thì mình có coi có đếm rồi. Giá đó là 400 nghìn cho cái về số 2 này. Và bây giờ phần phía sau này là 18 hình giả hạt ha các anh chị. Giả hạt rừng Campuchia. Đây, đây là những cái hình giả hạt Campuchia, thì hình từ 1 đến 9 á, là giả hạt kiến mầm nhỏ ha các anh chị. Từ 1 đến 9 là giá là 280 nghìn. Thì mỗi một phần như vậy á
Mỗi một hình như vậy là nó sẽ gồm những cái mầm như sau. Ở đây á, là ba cái mầm tơ này nó mọc trên một cái thân già em cắt ra, đó là ba mầm tơ. Ở đây hai mầm nữa là cái dề này, hai mầm nữa là năm mầm ha các anh chị, năm thân, năm mầm tơ, một nè, hai nè, ba, bốn và năm mầm tơ nó mọc trên một cái thân già. Rồi, đó là hình số 1, 5 mầm tơ. Và đây là hình số 2. Gồm một một dề này có một cái mầm, một mầm tơ và hai cái thân già. Đây là mầm thứ hai. Đó, mầm thứ nhất, một mầm tơ, một thân già chứ. À, ở đây có một cái thân tơ nó rụng ra từ một cái thân nào đó, thì như vậy là ba mầm. Một cái thân tơ nó vẫn trồng được bình thường đó các anh chị. Ở đây là mầm thứ tư nè. Đây là mầm thứ năm. Mầm thứ sáu. Mầm thứ bảy. À, về số 2, à, hình số 2 này nó có 7 mầm ha các anh chị. Hình số 3. Hình số 3 này thì nó có một cái dề nó đang lên thân, đang lên mầm gốc. Đây là mầm thứ hai nè. Mầm thứ ba. Kiến rất là nhỏ hả các anh chị. Kiến giả hạt rừng Campuchia, mầm thứ tư. Mầm thứ năm. Đó, như vậy đây là hình số 3. Đây là hình số 4, nó sẽ gồm là một một dề là một mầm. Mầm số 2. Mầm thứ 3. Mầm thứ 4. Đó, một dề nó có một mầm ha các anh chị. Rồi, hình số 4 này thì có 5 dề, 5 mầm ha các anh chị. Đây là hình số 5. 1 2 3 4 và 5. Vậy là hình số 5 này thì cũng có 5 mầm. Ở đây có 9 cái hình giả hạt kiến. Mỗi một hình như vậy là 280.000 ha các anh chị. Đây là hình số 6 nè. 1 2 3 4 và cũng 5 mầm. Hình số 6 có 5 mầm ha các anh chị. Đây là hình số 7. Nó có một dề đang lên mầm gốc, 1 2 3 4. Hình này thì 5. Như vậy là hình số 7 này là cũng có 5 mầm tơ ha các anh chị. Ở đây là hình số 8. 1 2 3 4 và 5. Hình số 8 này cũng 5 mầm. Tiếp theo là hình số 9, hình giả hạt kiến cuối cùng. Mỗi một phần, mỗi một hình như vậy là giá là 280.000 ha các anh chị. Mầm này nó có lên mầm gốc nè, 1 2 2 mầm tơ, 3 4 và cái hình, cái mầm này chỉ có một thân tơ thôi ha các anh chị. 5, như vậy có 5 thân tơ. Đây là hình số 9, 280.000 cho một phần. Tiếp theo đây là những cái hình giả hạt Campuchia, cây lớn hơn. Từ hình 10 cho tới hình số 17 là có giá 600.000 ha các anh chị. Bắt đầu hình số 10 nè. Cây này thì nó lớn hơn chín cái hình lúc trước ha, chín cái hình lúc trước là giả hạt kiến, cây này thì nó lớn hơn rồi. À, viên gạch của em là nó là 30 cm nha các anh chị.
một mầm, hai mầm. Ba mầm. Đó thân tơ của nó đó. Và bốn về, bốn về bốn mầm ha các anh chị. Cái thân này thì cái thân tơ nó rất là dài. Rồi đó là hình số 10, bốn mầm. Từ hình số 10 cho tới hình số 17 là giá 600 nghìn nha các anh chị. Đây là hình số 11. Giá hạt rừng Campuchia hiện tại bây giờ tụi em nhập vào là hàng ký, hàng lộn xộn, có hàng gãy là giá nó đã, khi mà tụi em nhập vô đã 2 triệu 7 một ký rồi đó. Đây là hình số 11, một mầm, hai mầm. Còn cái những cái loại mà em bán cho các anh chị ở đây là giá hạt rừng Campuchia, nhưng mà tụi em đã lọc ra không có thân gãy ha các anh chị. Nếu mà nó có gãy thì có gãy chút xíu ở phần đầu ngọn thôi. Ba mầm và cũng bốn mầm cho hình số 11 ha các anh chị. Đây là hình số 12. Vì cái giá của nó hiện tại bây giờ nó cao quá nên tụi em không bán ký được nữa. Thì lọc ra những cái hình nào còn nguyên vẹn thì tụi em sẽ bán ra hình ha các anh chị. Một mầm, hình số 12. Đây là mầm thứ hai. Mầm thứ ba. Mầm thứ tư, bốn mầm. Hình số 12 cũng bốn mầm ha các anh chị. Và đây là hình số 13. Một mầm. Hai. Thường những cái video mà bán ra hình này thì nó sẽ khá là dài, các anh chị và các bạn cũng thông cảm ha. Đây là hình số 3, phải quay rõ. Nó có gãy thì gãy chút xíu ở phần đầu ngọn thôi. Đây là hình số 4, hình số 13 nó cũng gồm 4 mầm ha các anh chị. Thân này thì nó dài khoảng tầm 50 cm luôn. Đó là hình số 13. Và đây là hình số 14. Một mầm. Đó, đó là mầm tơ, một mầm tơ và một thân già. Đây là mầm thứ hai. Đây là yes. Mầm thứ ba. Ở đây nó chỉ có một cái thân tơ thôi. Đó, nó bị rụng ra từ những cái về mà nó gãy á, thì em thân tơ đó còn nguyên vẹn. Như vậy là hình số 14 này là nó gồm 5 mầm tơ ha các anh chị. Đây là hình số 15. 1 2. Kích thước của viên gạch là 30 cm nha các anh chị. Ba mầm khá là dài ha các anh chị. Bốn mầm. Đó, bốn cái mầm này giá là 600 nghìn cho từ hình số 10 đến số 17. Thì tương đương nếu mà chia đều ra thì nó khoảng tầm 150 một mầm ha các anh chị. Đây là hình số 16. Nó gồm một cái dề lớn, một mầm và nhiều thân già.
Đó là một về lớn. Về này nó có nhiều thân già. Về thứ hai. Đây là mầm thứ hai trong về số 16. Và ở cái về về số 3, hình số 16 này nó gồm 3 về ha, thì cái về thứ ba này nó sẽ có hai cái mầm. Đây là một mầm tơ nè. Và một cái mầm kia thì nó hơi gãy đầu một chút. Thì hình số 16 này nó cũng gồm 4 mầm tơ ha các anh chị. Đặc biệt cái hình số 17 này á, thì nó chỉ gồm hai thân tơ rất là dài đi kèm với một thân già. Hai thân tơ mập dài khoảng tầm là 70 cm thôi các anh chị. Cái thân thứ hai này nó bị gãy một xíu phần đầu ngọn. Và ở trên thân già nó có một cái kỳ. Kỳ này là kỳ năm 2 luôn rồi. Kỳ đó khoảng tầm trên 15 cm. Đó là hình số 17. 17 hình. Và đặc biệt là đây là hình số 18. Hình số 18 này thì có giá 1 triệu ha các anh chị. Và Nguyễn sẽ phân tích cái hình số 18 cho các anh chị xem nha. Đây là một mầm. Nó có lên một cái mầm gốc rồi ha các chị. Hình cái mầm đầu tiên là đã phát mầm gốc. Mầm thứ hai. Mầm thứ ba. Đây là mầm thứ tư. Mầm thứ tư này chỉ có một thân tơ thôi nha các anh chị. Một thân tơ, phần thân già nó bị gãy, đã bị gãy lìa ra rồi. Đây là mầm thứ năm. Mầm thứ sáu. Mầm thứ bảy. Mầm thứ 8. Mầm thứ 9. Và đây là mầm thứ 10. Mầm thứ 10 này chỉ có một thân tơ thôi. Đó, và cái hình số 18 này là có giá là 1 triệu ha các anh chị. Kích thước của nó khoảng tầm 30. Viên gạch là 30 cm. Rồi, Nguyễn xin cảm ơn các anh chị đã xem video thứ hai này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.